công việc là cuộc sống có một vị của tỳ kheo rất gian khó có đôi lúc chật vật trong vật thực vậy gia đình con có thể thường xuyên mỗi ngày đến chùa để đem đồ ăn cho con của con thọ thực trong từng bữa không tất cả là do những món ăn là do ý nguyện của con của con không yêu cầu không biết là con làm như vậy có được hay không À, cái lời khuyên của sư là dựa theo kinh nghiệm của những vị bên um, bắt truyền mà sư thấy có lý để có lý tức là à, những cái tu viện lớn ở mình bắt truyền mới xuất gia trong những năm đầu tiên không có cho tiếp xúc với gia đình mà sư thấy cái này là có lý nhà chứ không phải là không đâu à, tại vì mới xuất gia kiểu nó rất là bỡ ngỡ đó à, mình cần phải quen với cái đời sống xúc gia nhưng mà nếu như mình tiếp xúc với gia đình thường nó trong khi đó mình cái gọi là cái tăng tướng mình chưa có đủ á, thì mình không có độ được người thân mà có khi mình bị người thân độ ngược lại à, cho nên á, là nên tránh cái thời gian đầu quý vị nó thiệt á là quý vị nên bỏ mặt con của mình trong một vài năm đầu đi họ sẽ vững hơn thương con là phải để cho con đi chứ còn sư thấy quý vị hỏi tới hỏi luôn mấy câu này sư sư thấy lo lắm á, lo là quý vị thương con quá, tâm nó hại con. Cây muốn vững là nó phải ra sống ra gió. Chứ còn quý vị bây giờ hơn 60 chắc con cũng không có còn nhỏ nữa. Đó mà mình lo quá đó là coi chừng là nó không có vững nha, là lúc đó không có nên nếu mà cái cô mẹ này nè cô mà còn cái thái độ này hoài là nhỏ nó tu cũng được không nó thật nó thiệt luôn á nhỏ tu cũng được là do cô á do cái người mẹ này nè gì, lo bò trắng răng á bọn sư phụ không lo không được cho con mình sao mình ngồi mà quan trọng là nó chui thức da luôn á <laughs> mình ngồi làm hơi mình giống như với số không số đồ không, giống như cô cô gái mà da đội sư bò đó à, ừ. ừ thực ra nó thứ hai là gì thứ hai là mình vô hoài á mốt nó, 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 nó cho chừng nó tu không được á tất nhiên mình lo là được quan thông cảm cái, cái sự lo lắng của người mẹ người cha con mình abc nhưng mà đi tu rồi chứ đâu phải đi hưởng vì sợ đói đói ngại không sao không chết đâu quý vị làm ác mới chết không có đói đâu tu không có đói nó đừng đem lòng lo, lo 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 tu hành tinh tấn Phật tử lo cho mình nên đừng có lo con mình nói đây chùa sư mập này ông sư mập ú <cười> <cười> nên ừ, cái gì quên nè nên tính nói này quên cái gì nè ừ, có vị sư bạn vị sư lên đệ sư đó. có đứa con ông sư đệ sư thật ca ông nhớ tuổi lắm ông sáu mươi mấy ông có đứa con đâu khoảng mười mấy tuổi đó đứa con út thì gửi trên chùa tứ vương tăng sư tệ dũng đó thì thời gian đầu á thời gian đầu á thì cứ lên thăm hoài bữa trước nó rồi tổ tin nhật nó cái tổ chức sinh nhật cho nó sợ nó buồn rồi tết thì rước nó về nhà chứ cái năm nay tự nhiên tết cái nó nó là không về bơ không về nó về nhà buồn lắm ở chùa mà được rồi đó ngon rồi đó còn mà cứ về nhà hoài là xong cái chuyện mà ở trong chùa không nổi đó cứ, hồi cứ lâu lâu cái về nhà đó mà nó không về ra đành là mình còn vô kiếm nó làm chi để nó tu nó vững vàng nó ổn định trong chùa nó thành một cái chiều hướng gọi là nó thành một con sư vững vững cứng cáp á lúc đó mình đã vô năm còn mà, mà nó không về ra đành mình còn chạy vô mình kiếm nó cho nó nhớ Thay gì nhớ nhớ vậy chứ cũng không sao nhưng mà mình vô cái nó 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 bệnh rịnh hồi xưa sư đi á sư cũng cho mẹ tiễn ra Đi, nhưng mà tiễn ra xe đi, à, đi, 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 đi ở trong phòng tôi đi, đi luôn à đi, đi ra rồi giờ đi không có được đi ra mà mình leo lên xe mà dưới này mẹ đứng không mới đi được cho nên cho nên nhiều cái không phải là kêu gì ruồng bỏ con mình nhưng mà phải coi coi thí dụ như nó vô mà nó cứng cáp sẵn rồi nó cứng cáp từ đầu luôn thì làm sao không mà cái kiểu mà nó mình phải nhìn cái mình người mẹ mình biết con mình mà mình nhìn coi nếu mà nó 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 nhớ nhà hoài lâu lâu nó gọi điện mình nó thì mình hạn chế vô chùa còn mà nó đến thinh nó khoái ở chùa nó mê tu tập thì mình cái đó mình vào không sao tức là cái nó nó ở trong chùa nó nó đã ngăn nó nó biết đạo nó biết học kinh nó biết nó không có về nó không có về rồi nó đã thay vì ngày mai nó tính là ngày mai, mai về đó nhưng mà nó ghét nó ngăn nó thôi không về đâu còn mình còn vô chùa cho nó gặp nó tu với với những tức là tùy trường hợp con mình nó tu tập như sao mình mới cái kiểu này còn cái chuyện mình đem đồ ăn vô cho con là chuyện bình thường mình cũng dường nó như là món xương khác không có gì hết Và thậm chí phật cũng cho một vị tỳ khu yêu cầu cha mẹ mình tới vật thực nhưng mà không khéo đi vào cái lợi dưỡng thì cũng tốt